Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày mùng 2 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 9, Ban Quản lý Eco Park đã tổ chức chương trình văn nghệ và xây dựng phiên hội chợ tiêu dùng văn minh. Hội chợ là nơi bày bán 100 gian hàng tiêu dùng, hàng nông sản, các mặt hàng thủ công truyền thống được kiểm định nghiêm ngặt. Ban Quản lý khu đô thị Eco Park ước tính mỗi ngày sẽ đón khoảng 2.000 du khách thông qua camera an ninh. Tại hội chợ có chương trình văn nghệ do Hội Người Cao Tuổi Eco Park dàn dựng và biểu diễn với 14 tiết mục chủ đề ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, giàu đẹp. Chương trình văn nghệ còn có các tiết mục kịch ngắn với chủ đề bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, nét sống văn minh của người dân trong khu đô thị Eco Park.